các bộ ngành phải nắm bắt nhanh để dự báo tốt. Trên cơ sở đó có kịch bản điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban chỉ đạo diễn ra vào sáng nay. Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa đang tương đối ổn định. Bình quân quý 1 năm 2024, CPI chỉ tăng là 3,77% so với cùng kỳ 2023, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Từ đó, Bộ này đưa ra 3 kịch bản cho CPI bình quân năm 2024. Kịch bản 1, CPI tăng bình quân khoảng 3,64% so với 2023. Kịch bản 2, CPI tăng 4,05%. Kịch bản 3, CPI tăng 4,5%. Do vậy, theo Bộ này, để đạt kịch bản tốt nhất về lạm phát, cần duy trì các giải pháp về điều hành giá một cách nhịp nhàng, nhất là các mặt hàng đã tiên liệu trước và nhà nước có quyền quyết định về giá. Tăng lương thì mùng 1 tháng 7 đã xác định rồi. Thì đấy là một cái điểm mà nó sẽ tác động. Cái thứ hai nữa là những cái thứ mà chúng ta có thể quyết định phải nhịp nhàng, như các ông chí nói là giá điện, rồi giáo dục thì mùng 2 tháng 9 phải không? Nhưng vào bao nhiêu, rồi như thế nào thì chúng ta cũng phải tính toán để đưa vào, và y tế cũng vậy. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá tình hình thế giới biến động đã khiến công tác chỉ đạo điều hành giá gặp nhiều áp lực. Quý 1 năm 2024, xu hướng thị trường diễn biến theo quy luật không có bất thường. Tuy nhiên, tháng 4, áp lực lạm phát tăng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò chủ động của các địa phương bộ ngành phải nắm bắt nhanh, theo dõi sát các mặt hàng trong nước. Từ đó, có các dự báo chi tiết cụ thể các mặt hàng lĩnh vực có tác động tới lạm phát để có kịch bản điều hành phù hợp. Cung ứng đủ rồi, tình hình là dự báo có rồi, kịch bản có rồi, thì thực hiện các cái lộ trình kiểm soát giá, rồi định giá v.v. quyết định giá cho nó phù hợp. Các cái bộ ngành và các lĩnh vực thì căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và căn cứ vào những cái việc như tôi nói trên thì có cái lộ trình điều chỉnh và quản lý báo cáo ông chí là nó theo đúng quy định pháp luật để mình kiểm soát được giá. Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng vàng. Trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp lâu dài về quản lý mặt hàng này, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.